Hết hồn. Xin chào các bạn. Rồi, lâu quá anh rồi mình chưa gặp các bạn ha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn. Tại vì hôm nay mình bị Abida, mình không có hướng dẫn, không hát được. Cũng hơi buồn, nói chung là không gặp được các bạn hơi buồn. Rồi hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cây guitar mình mới lấy về. Đặt hàng nha các bạn, cây này là đặt luôn, chứ không có hàng chợ đặt, mình đặt người ta làm ha. Nên nó hơi gọi là kỹ, giá nó hơi cao tí nha. Mình thử mình mở cho các bạn coi nha. Classic. Cái này là đàn Việt Nam kết thân, đặt hàng đi làm nhé. Trời, bà hay nhẹ tay. Cái này rất nhẹ tay nha các bạn. Nhẹ cực kỳ luôn, nhẹ tân luôn. Đây, à. Đẹp luôn. Mình chả biết gỗ gì, cứ thấy hay là mình đặt, mình là mình thấy hay là mình lấy vậy thôi, tin tưởng là mình lấy đó, cứ nghe hay là ok. Cần thiết thì gỗ ghét gì cũng mệt, tất nhiên là nó mất tiền gỗ nó phải tốt thôi, đúng không? Cái này là 5 triệu nha các bạn, ngắn gọn nha. Và các bạn nào muốn mua thì comment ở dưới cho mình, hoặc là gọi điện thoại cho mình là 0936239138, Vũ Trọng Tuấn. Mình sẽ để số điện thoại dưới cho mình, cho các bạn biết rồi các bạn gọi nha. Rồi bây giờ mình thử cover một bài thử coi như thế nào.